Mến chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Đặc sản Đồng Tháp Vlog. Shop Đặc sản Đồng Tháp chúng em trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happyland Thùng Thi. Số hotline 0918708965 và 02773764757. Địa chỉ số 113C, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thì đến video hôm nay, shop chúng em tiếp tục giới thiệu quý anh chị các bạn một sản phẩm gọi là đặc sản của Đồng Tháp. Đó chính là bún gạo lứt. Thì thành phần của loại bún này chính là gạo lứt 100%. Thì đối với cách sử dụng thì chúng ta có thể dùng bún gạo lứt dùng chung với các loại nước súp, hay là chúng ta có thể xào với các hương liệu khác nhau, hoặc là chúng ta có thể sử dụng làm bún tươi ăn kèm với các loại thực phẩm khác. Thì bún gạo lứt này bên em đã đóng gói nên chúng ta có thể là bảo quản lâu, thuận tiện vận chuyển cũng như là dễ dàng sử dụng. Thì quý anh chị và các bạn đang xem video có nhu cầu mà mua bún gạo lứt này về sử dụng trong gia đình, hoặc là chúng ta mua đi bán lại, thì cứ liên hệ cho chúng em qua hai số hotline 0918708965 và 02773764757, hoặc là để lại số điện thoại bên dưới video, bên em sẽ có nhân viên liên hệ lại với mình. Thì bún gạo lứt này chúng ta tùy vào cái hương vị cũng như là cái cách dùng của từng người, nên chúng ta có thể là xào hoặc là chúng ta dùng chung nước súp, hay chúng ta làm bún tươi hay gì các bạn. Thì bún gạo lứt này bên em đã đóng gói nên chúng ta có thể là bảo quản được lâu, chúng ta vừa thuận tiện vận chuyển cũng như là dễ dàng sử dụng luôn hay gì các bạn. Thì các anh bạn chỉ có nhu cầu mua bún gạo lứt này về sử dụng cũng như là mua về cung cấp lại cái thị trường thì cứ liên hệ cho chúng em qua hai số hotline 0918708965 và 02773764757, hoặc để lại số điện thoại bên dưới video, bên em sẽ có nhân viên liên hệ lại trực tiếp. Mình bên em là cung cấp sỉ lẻ giao hàng toàn quốc luôn nha chị các bạn. Bún gạo lứt, một loại đặc sản của Đồng Tháp, liên hệ cho chúng em ngay qua số hotline 0918708965.